9 giờ sáng ngày 18 tháng 9. Hàng chục lái xe khi đến trạm thu phí BOT số 1 quốc lộ 5 ngang qua trạm thu phí đã dừng xe hỏi nhân viên thu phí tại đây. Hàng loạt các câu hỏi được đưa ra, yêu cầu nhân viên trạm thu phí giải thích trạm thu phí hoàn vốn cho tuyến đường nào, thu trong bao lâu, bao giờ hoàn vốn, vì sao không cắm biển thông báo cho người dân biết để giám sát. Tuy nhiên, các nhân viên thu phí đã không giải thích được nội dung này. Thu từ năm 1996 đến giờ thì đến đây là bao nhiêu năm rồi, và chi phí là chi phí như dân đóng thuế VAT này, thuế phần trăm này, mà thuế chi phí sửa đường bộ này, thuế cá nhân này. Thế những cái thuế đấy và cái thuế sửa chữa đường bộ này thì là những cái thuế nó đi đâu? Mà là cái giá phí rất cao. Và hai nữa là mong muốn của anh em ở trong club của Hưng Yên thì là đang bảo là tại cái thuế này, bây giờ cái bốt này chưa biết là bốt này của nhà nước thuê là hay là bốt BOT, cái đấy là chưa có lời giải thích. Tại vì nếu mà có bốt thì các anh ở các bốt nó phải có điểm là bốt này từ đâu đến đâu và từ km bao nhiêu đến km nhiêu, nhưng mà cái bốt này không mua một cái này được dán công khai, nhưng mà cái bốt này không có, nên anh em rất bức xúc. Chính quyền với tất cả đảng và nhà nước thì tất nhiên là người ta không tha cho mình, nhưng ngược lại vì sao bọn em vẫn đóng tiền mà đường đi lại vẫn là xấu như vậy, ở trâu ổ gà đấy anh cứ nhìn từ đầu đến cuối, vì sao bọn em bức xúc như vậy, đúng không, nhìn đó là thực tế mà đường tất cả bọn em vẫn đóng thuế theo như tỷ lệ hàng năm hàng tháng mà sao con đường vẫn là xấu như này. Trước đó, trong các ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 năm 2017, trạm thu phí BOT số 1 quốc lộ 5 Hưng Yên thất thủ vì lái xe dùng tiền mệnh giá nhỏ trả phí để bày tỏ sự bức xúc khi qua đây. Tài xế cho rằng họ trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí là để xả và là biện pháp phản ứng những bức xúc lâu nay khiến giao thông ách tắc nhiều giờ đồng hồ. Đơn vị chúng tôi đã giải thích cho lái xe, nhưng một số lái xe là không chấp hành, có ý là chây ý gây cản trở giao thông. Thì chúng tôi đã mời các lực lượng chức năng đến tuyên truyền vận động. Còn lái xe không chấp hành thì chúng tôi đề nghị các đơn vị lực lượng chức năng là tiến hành là xử lý, tức là kéo xe ra khỏi khu vực làn thu phí để an toàn giao thông và thông luồng. Sự việc diễn ra sáng nay thu hút sự quan tâm của nhiều người dân tham gia giao thông. Cùng với đó, việc các xe dừng đỗ tại các làn thu phí đã khiến cho giao thông ùn tắc theo cả hai chiều, Hà Nội đi Hải Dương và ngược lại. Theo Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính, chủ đầu tư BOT cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cũng là đơn vị thu phí quốc lộ 5 cho hay, sự việc phản đối thu phí của các tài xế xảy ra tại trạm bắt đầu diễn ra từ hôm qua 17 tháng 9.